Sinh Pinh Ong Sài Ngòi, Pinh Ong Thường Điếp, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng cả, cán bộ là cần hết cốc chàng thuần thầy ký việc, son hư cán bộ là việc cần diếu của đảng, hết leo cầm sáng son của bạc, ký pi đã quá, ký cấp ủy tổ chức đảng số huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn, lòng xim thân việc son hư cán bộ, bao đây hử việc đầy băn, chàng này, việc băn tối cán bộ xây việc băn ký cán bộ tái tàu, mí chứ la cần tỷ phương, đã tròi đẩy mòn mí đây, trang ký công việc số ký tỷ phương, cơ quan đơn vị. Bươn song pi song xiên nhí liếp lý, đồng chí Hoàng Xuân Hòa, đầy ban thường vụ huyện ủy Chi Lăng, băn mà hết bí thư đảng ủy thị trấn Đồng Mó, mặc cả tỷ hết việc, công việc mới, tọ sáu ăn xiêm mắn mưa chính trị, tổng thi lai pi hết việc giá, đồng chí đã khoai táng dáng thổ hết việc, văn ký cán bộ đảng viên đầy đến, tổng thi xa chắc tỷ phương, lồng tầm bản xa chắc xiêm chờ ngờ thưởng của cần dân, khe lập thì lãnh đạo ký công việc của tỷ phương. Được ban thường vụ huyện ủy điều động luân chuyển đến thị trấn Đồng Mỏ. Đại ban thường vụ huyện ủy Văn Mà thị trấn Đồng Mỏ hất bí thư đảng ủy, trang thì đã khóa sóng tỷ hất việc, công việc mớ, lầu sừng thì bây sinh hoạt rú chi bộ, lồng ký khổi phổ, theo thông rõ việc hất kim của hất cần dân, xây hất theo việc đẩy ban trang pi thong xiên nhỉ tiếp thí, nhiệm kỳ thong xiên nhỉ tiếp hạ. Hết theo cảm sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ làn cấp của thuần thầy ký công việc, vì bần xe ký cán bộ đẩy tròn lai giường, chắc lai việc là việc nâng cần diếu của đảng, xe mì đẩy ký cán bộ mí tan mắn xim tài tám, nhằng hết đẩy lai công việc theo nghị quyết sổ nhì xếp hốc, văn xếp cầu bươn hà pi song xin xếp pét của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa xếp nhì, tặng có cán bộ đầy đến tài tám, hết phèm đây ký công việc đầy băn. Nghị quyết sổ hốc liếp chất, văn liếp ết bươn cầu pi song xiên liếp lam của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, tặng có ký cán bộ tái tàu ký cấp thân pi song xiên nhì liếp, xây ký pi tới nã. Việc nâng đại huyện Chi Lăng tấn sèn hết là ban ký cán bộ huyện mà ký xạ hết việc, tối ký cán bộ trựa ký cơ quan huyện, các ban tối cán bộ, công chức dù ký tỷ chân tài khó, mấy xe tỷ giàu lứa cần, tỷ giàu xỉu cần hết việc. Ban tối cán bộ lãnh đạo mí chứ là cần tỷ phương, cần tái tàu mí đẩy hết lai quá sau nhiệm kỳ liên triền rú tỷ nâng. Để tham mưu cho theo ban thường vụ huyện ủy, ban cán bộ bây hết việc rú tỷ hứng, ban tổ chức huyện ủy đã mọi tướng cần theo hết đây việc ban cán bộ công chức bây hết việc rú tỷ hứng, đều hỏi khẩu việc hết, hỏi khẩu chuyên môn đẩy thon, đã hết đây việc đẩy ban, dùng đây khi cán bộ công chức. Bao hết đây việc rút tiến hết kinh, bao đây quốc phòng an ninh, tặng có đảng, tặng có hệ thống chính trị của huyện, mắn táng, cán bộ công chức lãnh đạo, đẩy văn hết việc mớn, đảo khoai táng dáng khẩu hết đây việc đẩy văn, mì trách nhiệm, chân tim sống công việc, đẩy tổ chức thầy cần dân thấn thiết. Xe cán bộ huyện mà ký xạ bao đây đến, chào đẩy ký tối mớ đây rú ký tỷ phương, ký cần đẩy pan mà hết việc rú ký xạ, leo đẩy son đầy đến tứ chính trị chuyên môn, mi ký tối mớ, mi lai ký màu trang công việc. Tứ pi song xiên nhì xếp thần này, huyện Chi Lăng đã pan pét cán bộ huyện, bày hết lãnh đạo rú ký xạ thị trấn. Tối tỷ hết việc trợ ký cơ quan làm xếp nhì cần, tối tỷ hết việc trợ ký xạ xếp hạ cần. Bữa tối bên ấy, hứa hăn ký cán bộ đẩy pan bày hết ký việc mớ, tỷ hết việc mớ, xây mi ký tối mớ trang lãnh đạo, mi lai ký màu trang công việc, trao đẩy xim chớ nhất xim trang ký cán bộ đảng viên của cơ quan, của tỷ phương, đẩy mọi cần thường điếp, có phấn tặng có tổ chức đảng, tặng có hệ thống chính trị mân táng, viết tướng đầy việc hết kinh, tặng có tỷ phương bê khấn. Những năm gần đây thì huyện ủy có chủ trương luôn chuyển cán bộ về cơ sở. Khi pi sở này việc nâng đẩy huyện ủy tính thành hết, la ban cán bộ mà ký xạ hết việc, lầu hân này la việc hết tây nâng, ký cán bộ dũng huyện đẩy ban mà ký xạ hết việc, xảy mỉ thêm chơ, chân thêm sóng dân, sở dân, thông rõ thêm chơ ngờ thưởng của hất cần dân, xảy việc khai quảng hất kinh,
Dũng Tỷ Phuông, Che Tứ Nảy lãnh đạo thị trấn Vàn Càng Hất Kinh Bây Khẩn Đây Mẹ, tỷ trung tâm của Bông Lầu Cùng Vận, khi cán bộ sườn thị sở dân, lòng thêm tình, thêm chân ngờ thưởng của hất dân, vì vận than hạ khổi phổ, tời thổng cần dân, Vàn Càng tối mới đây. Khu phố cũng như là đời sống của nhân dân ngày càng thay đổi. Việc pan túi cán bộ xài việc pan ký cán bộ tái tàu, mỹ trừ la cần tỷ phương đã tròi đầy mòn mỹ đầy trang ký công việc chú ký tỷ phương, bên cả cần trang xạ, cần quén, bị nọng hết việc sáu căn, ban hử cấp ủy đảng pan thình, lược ao cán bộ hết ký công việc đầy khoanh ngày, bao tàng làn đại việc bị nọng trang sườn, hết việc mỹ đầy tọ mỹ cảm tá, có phấn bao đây ký công việc. Tổng thì việc ban tối cần bằng hử ký cán bộ hết việc hàm đây, nhất là dù ký tỷ khó, ký công việc khó, ban cần mớ mà đã hết vọng đẩy công việc, ban tỷ phương cơ quan tròi tèo đẩy ký mòn hết ban đây. Trang cuốn nhiệm kỳ, huyện Chi Lăng đã hết khảm xếp ếch trang tổng số nhì xếp nhì chỉ tiêu nghị quyết, hết kinh vây khẩn, ban lăng ăn pi nội đẩy làm phấn phát xương khó, việc chứng chấp kha bàn mớ đẩy tướng sang hết chăn đây. An Pi cầu xếp lý phấn bác tổ chức cơ sở đảng, cầu xếp xam phấn bác đảng viên, hết vẹn đây công việc tỏ khấn. Năm 2021, thì tôi được các đồng chí lãnh đạo huyện luân chuyển đến công tác tại xã y tịch của huyện. Vì thường xuyên nghỉ tiếp ất, lầu đẩy lãnh đạo huyện văn hà hết việc, dũng xã y tịch, trang thì hết việc dũng nảy tham Pi. Lầu đã đẩy hết việc đẩy thôn tập dũng cơ sở, trang thì hết việc lầu đã thôn đồng nghiệp cần dân, tứ ngày thông đỏ đẩy thêm chân ngờ thưởng của cần dân, bang cần dân kẻ ký cả cạn, đẩy khoái táng đẩy nhất. Chăn trừ việc băn, tối tỷ hết việc của cán bộ dú Chi Lăng, đã bang hử xin chờ hết việc của ký cán bộ, khóc ký cơ quan, đẩy vào đây. Chào đẩy ký tối mới trang công việc, bằng hử ký cán bộ đẩy son tập đẩy tối mới, có phấn quyết tính việc hết kinh, tặng có tỷ phương cơ quan đẩy đây thêm. Nảy là ăn cốc mắn, xe đảng bộ chính quyền, vì nòng ký dân tộc huyện Chi Lăng, hết tiệm đây nghị quyết đại hội đảng bộ ký cấp, nhiệm kỳ song xiên nhì xếp hả, xài căn tặng có đinh tì, tài văn tài chào mì đầy miệng.